Lưu Bị được mô tả trong sách Tam Quốc là một người cao 7 thước rưỡi, tức 1m65, không có dây, mắt có thể nhìn thấy, vành tai rộng, hai tay dài tới đầu gối. Ông là một người ít nói, vui buồn, giận dỗi không biểu lộ ra mặt. Vì nhà nghèo lại mất cha từ sớm nên ông phải cùng mẹ làm nghề bện chiếu cỏ, dày cỏ để kiếm sống. Có danh tiếng là người rỗng dõi hoàng tộc nên ông kết giao với những người có danh vọng như Lưu Thực, Lưu Đức Nhiên, Công Tôn Toản. Lưu Bị được cha của Lưu Đức Nhiên là cụ Lưu Nguyên Khởi chu cấp tiền học hành. Tuy học không giỏi nhưng Lưu Bị lại thích nuôi chó ngựa, rất quan tâm đến ăn mặc, thích kết giao với kẻ hào kiệt. Lưu Bị là một vị thủ lĩnh quân phiệt, hoàng đế khai quốc nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Lưu Bị được sử sách xác nhận là dòng dõi xa của hoàng tộc nhà Hán. Xuất thân nhà nghèo, ông phải tự lao động kiếm sống thời trẻ. Sự nghiệp của Lưu Bị khởi đầu bằng việc tham gia trấn áp cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng và làm quan cho triều đình, nhưng đường hoạn lộ của ông ban đầu không được suôn sẻ. Gặp lúc nhà Hán suy yếu và nổ ra chiến tranh quân phiệt, Lưu Bị cùng hai người huynh đệ kết nghĩa là Quan Vũ và Trương Phi dần dần tự gây dựng lực lượng và tham gia vào cuộc chiến này. Tuy nhiên, cuộc tranh hùng của Lưu Bị không thuận lợi, ông nhiều lần thất bại và phải đi nương nhờ dưới trướng nhiều chư hầu đương thời như Lã Bố, Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu. Trong thời gian nương nhờ Lưu Biểu ở Kinh Châu, Lưu Bị được Gia Cát Lượng theo phò tá và vạch ra Long Trung núi sách để tranh thiên hạ. Theo đường lối này, ông liên kết với quân phiệt Tôn Quyền ở Giang Đông cùng chống Tào Tháo ở phía Bắc, chiếm được một phần Kinh Châu và gần chọn Ích Châu làm đất dựng nghiệp. Tuy nhiên, chiến lược Long Trung đối sách có nguy cơ đổ vỡ vì liên minh với Tôn Quyền rạn nứt. Họ Tôn đánh chiếm phần Kinh Châu của ông và giết Quan Vũ, khiến Lưu Bị kết quân đánh báo thù và định giành lại đất. Sau khi chính thức xưng hoàng đế để kế tục nhà Hán vừa bị họ Tào đoạt ngôi, thất bại ở Di Lăng khiến Lưu Bị suy sụp, lâm bệnh rồi qua đời. Cơ nghiệp ông gây dựng được truyền lại cho người con cả Lưu Thiện và giao cho thừa tướng Gia Cát Lượng phò tá. Lưu Bị là một trong những nhân vật chính của tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong tác phẩm này, La Quán Trung xây dựng Lưu Bị là nhân vật chính diện, có lòng nhân từ bác ái, thương dân như con của một vị vua hiền. Tuyệt nhân là Lưu Bị, tuyệt gian là Tào Tháo, tuyệt chí là Khổng Minh. Sau đây là các mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời Lưu Bị. Năm 160, Lưu Bị có tên tự là Huyền Đức, người huyện Trác, quận Trác thuộc U Châu. Ông là dòng dõi của Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng, người con thứ của Hán Cảnh Đế. Ông nội Lưu Bị là Lưu Hùng, được cử làm Hiếu Liêm, làm huyện lệnh huyện Phạm thuộc Đông Quận. Cha Lưu Bị là Lưu Hoàng Bất Sớm. Năm 184, quân khởi nghĩa Khăn Vàng do Trương Giác cầm đầu nổi dậy chống triều đình. Lưu Bị khởi binh giúp nhà Hán chống Khăn Vàng ở Trác Quận. Ông mang Quan Vũ, Trương Phi cùng đội quân bản bộ gia nhập vào quân triều đình dưới quyền hiệu úy Châu Tĩnh. Năm 188, anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi giao tranh với quân cướp địa phương bị bại trận, bèn bỏ huyện Cao Đường đến nương nhờ người bạn học cũ là Công Tôn Toản ở U Châu. Năm 194, không lâu sau khi Từ Châu được giải vây, Đào Khiêm ốm nặng, quyết định tiến cử Lưu Bị làm Từ Châu mục thay mình, nên dâng biểu lên Hán Hiến Đế. Năm 200, Tào Tháo đại thắng Viên Thiệu ở Quan Độ. Tào Tháo đắc thắng, coi thường Lưu Bị, sai Sái Dương đi đánh Nhữ Nam. Lưu Bị mang quân ra địch, đánh tan quân Tào, Quan Vũ giết chết Sái Dương. Năm 207, ông được Từ Thứ theo giúp, Từ Thứ tiến cử một người bạn là Gia Cát Lượng cho ông. Lúc đó Gia Cát Lượng đang ở ẩn. Năm 208, Lưu Bị liên quân với Tôn Quyền đánh trận xích bích với Tào Tháo. Năm 218, Lưu Bị giao cho Gia Cát Lượng trấn giữ Thành Đô, tự mình cùng mưu sĩ Pháp Chính khởi 10 vạn quân đi đánh Hán Trung. Năm 219, Lưu Bị xưng Hán Trung Vương. Năm 220, Lưu Bị mất Kinh Châu và Quan Vũ bị Lã Mông nhà Đông Ngô giết. Năm 221, Lưu Bị lấy quốc hiệu là Hán để kế tục Lưu Hiệp, đặt niên hiệu là Trương Vũ. Từ đó nhà Thục Hán bắt đầu. Năm 223, Lưu Bị qua đời tại cung Vĩnh An, thọ 63 tuổi. Nếu các bạn thấy video hữu ích, vui lòng bấm một like để ủng hộ cho chúng tôi.